Tóm tắt phần trước, một tia sáng xanh kỳ lạ đã biến tất cả mọi người thành đá và cả thế giới dần trở về với thời tiền sử. Cho đến khi một học sinh trung học tên Senku được thoát ra khỏi lớp đá và bắt đầu hành trình gây dựng lại nền văn minh nhân loại. Gây dựng như thế nào thì đã có video trên The Reviewer. Anh em hãy tìm lại và đón xem. Còn bây giờ chúng ta sang đến phần 3. Sau khi Ryusui gia nhập Vương quốc khoa học, Senku đã có trong tay lá ách để bắt đầu vượt biển. Mục tiêu bây giờ của cả nhóm là phải tìm cho ra mỏ dầu Sagara. Tuy nhiên, sau khi trở lại làng Ishigami, Senku cùng mọi người đã nhận ra có những vấn đề còn cấp bách hơn cần giải quyết. Đầu tiên là lương thực thực phẩm. Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ đội trinh sát trên cao cùng lực lượng khám phá dưới đất mà họ đã tìm ra được cả một rừng cây tuyết tùng. Và hơn cả là mỏ thịt dê núi, khi đã có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, người làng Ishigami đã không còn phải lo lắng về nạn đói, thứ đã kìm hãm ngôi làng phát triển rất nhiều phen. Nhưng để duy trì cuộc sống ổn định hẳn thì họ cần phải phát triển nông nghiệp. Nhóm Senku liền đi khảo sát và tìm ra được một cánh đồng lúa mì dại, thứ sẽ cung cấp cho họ hạt giống để bắt đầu canh tác. Nó cũng là nguyên liệu để làm ra vua của thức ăn dự trữ, Paimon, bánh mì. Và nơi lý tưởng để tăng gia sản xuất sẽ là ở đồng bằng màu mỡ Kanto. Ngay khi khái niệm trồng trọt được tuyên truyền tới dân chúng, ai nấy đều sắn tay vào việc. Nhưng không phải là sáng trồng là tối có ăn, nên mọi người cũng hơi nản. Gen buộc phải tung chiêu, mượn chiếc nón nông dân mà Yuzuriha mới làm. Cậu tung tin đồn rằng đây chính là biểu tượng cho vua nông nghiệp, chỉ dành cho người có cánh đồng mướt nhất. Người đó sẽ có vị trí ngang hàng với Ryusui và Senku. Vậy là người người nhà nhà thi nhau thăm ngàn. Và đó là cách mà bệnh thành tích được sinh ra. Chỉ có một người hì hục làm mà chẳng quan tâm đến cái chức vua nông nghiệp, đó chính là Taiju. Bên cạnh việc hùng hục làm tơi đất, Taiju còn hướng dẫn mọi người dùng bột vỏ sò để làm thay đổi tính chất đất, biến đất phèn chua thành đất kiềm, giúp cây lúa mì sinh trưởng nhanh chóng. Thế là Taiju được luôn chức vua nông nghiệp. Và từ đây nguồn cung lúa mì cũng được đảm bảo, đã có trong tay nguyên liệu. Nhưng mà để làm ra bánh mì thì không phải là cứ đút lúa mì vào nách là xong. Cả lũ giờ lại cần một master chef. Thế là Ryusui biết ngay phải hồi sinh cho ai, đó chính là quản gia của cậu, người thông thạo mọi món ăn, đa năng hơn cả Doraemon, Francois. Với tác phong vô cùng chuyên nghiệp, Francois vừa mới được giã đông cái đã đi nướng bánh luôn. Và mục tiêu là món bánh mì stolen từ sữa dê. Để tối ưu hóa quá trình nướng, Senku đã thiết kế ra một lò đáp ứng nhu cầu của bếp chính, có mọi thứ cần thiết. Francois nhanh chóng bắt tay vào việc, và thế là họ đã có lương thực dự trữ và lại còn có thêm nhiều loại bánh ăn cho nó vui mồm. Có bánh ăn thì cũng sướng phết. Nhưng bây giờ Senku cùng đồng bọn phải hoàn tất thỏa thuận với Minami cái đã. Thứ mà cô ả yêu cầu là vũ khí của phóng viên, máy chụp ảnh. Để làm được công cụ này, Senku cần lắm sự có mặt của lão Kaseki. Nhưng ở độ tuổi của cụ thì băng rừng vượt núi tàm này hơi nan. Nhưng với con khỉ đột hơi nước 2.0 mà cụ Kaseki đã hí húi tu sửa và cải tiến thì không. Chẳng mấy chốc mà cụ đánh xe tới nơi và bắt tay chế tác vỏ ngoài cho máy ảnh. Còn nội thất thì đã có Senku và Chrome sẽ lo. Đầu tiên Senku cho natri hydroxit vào với bạc và ammoniac, rồi cho tấm thủy tinh nhúng vào dung dịch này, pha thêm chút đường thực vật, đợi thêm 5 phút nhấc ra sẽ có được kính. Để hoàn tất công đoạn làm phim, Senku cho kính phản ứng với iốt từ tảo bên trong một chiếc hộp như buồng tối. Và thế là xong. Sau 3.700 năm, máy ảnh đã chính thức trở lại để khai trương bức ảnh đầu tiên của nhân loại sau thảm họa. Senku được vinh dự trở thành người mẫu với nhà đầu tư trang phục từ Ryusui. Mỗi tội tư thế nào cũng méo hợp với khứa này, nên Francois đề xuất một pose với tư thế của nhà vật lý học vĩ đại nhất mọi thời đại. Chụp xong rồi thì phải rửa. Đầu tiên phải làm nóng thủy ngân để bốc hơi, sau đó cho dung dịch hãm từ lưu huỳnh vào. Và như vậy ảnh sẽ hiện ra. Và thành quả là đây, Ishigami Senku với style Albert Einstein. Nhưng mà máy ảnh không chỉ để chụp selfie, mà còn là công cụ để vẽ bản đồ. Đó mới thực sự là thứ mà Senku nhắm đến. Vì có bản đồ sẽ đẩy nhanh quá trình khai phá thiên nhiên. Còn mua tai nghe xịn sẽ giúp bạn nghe nhạc cực phê. Đồ chơi công nghệ Seven xin giới thiệu One Audio Pro C. Headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bay sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne, đeo lên auto đẹp trai, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng chính hãng, bảo hành đầy đủ 12 tháng, ưu đãi dành riêng cho người xem The Reviewer. Mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá 299k, mua ngay. Trong quá trình quan sát những bức ảnh đó, cô Haku phát hiện ra có một vũng nước đen kỳ lạ. Sau khi xem xét kỹ càng thì Senku nhận ra ngay, đây chính là mỏ dầu Sagara. Và thế là cả tổ đội lên đường truy tìm vàng đen. Nhưng vì mò mãi mà chẳng tìm được vị trí của mỏ dầu, nên họ lại nảy ra một ý tưởng. Mũi lợn rừng vốn đánh hơi được mùi dầu, nên chỉ cần túm một con rồi nhờ nó hỗ trợ, thế là xong. Vương quốc khoa học cuối cùng cũng tìm ra mỏ Sagara và bắt đầu lập giàn khai thác. Trong khi đang đi trên thuyền máy để test xăng từ mỏ,
Nhóm khoa học nhận ra họ đang gặp một vấn đề trong việc xác định phương hướng giữa mênh mông sóng nước. Vì cái kính lục phân có độ sai lệch quá lớn, nên Senku bèn quyết định cậu sẽ mang GPS trở lại. Nghe thì có vẻ vô lý ở thực tế, nhưng về mặt lý thuyết thì hợp lý phết. Cụ thể thì thiết bị này sẽ thu sóng điện từ một nguồn phát để xác định vị trí. Nguồn phát đó trước đây là vệ tinh, giờ Senku sẽ thay thế bằng chính ngọn hải đăng trên đất liền khi được kích hoạt. Nó sẽ tạo ra làn sóng bao phủ một không gian rộng lớn. Những người ngoài biển chỉ cần giơ anten lên, thế là đã có ngay một kênh thông tin liên lạc trong phạm vi rất lớn. Trong khi đất liền và ngoài khơi đang test mic thì bất ngờ họ thu được một tín hiệu xen ngang, không chỉ không thể tìm ra nguồn phát, tín hiệu đó còn lặp đi lặp lại không ngừng. Đó là một mã Morse cho chữ Y. Senku ngờ rằng đây chính là tín hiệu từ hung thủ đứng đằng sau thảm họa thạch khóa 3.700 năm để tìm ra địa chỉ của hắn. Đồng thời giải đáp những thắc mắc xung quanh thứ ánh sáng thạch khóa, Senku tiến hành tạo ra con mắt khoa học, radar. Đầu tiên Senku cho đội lực điền, giã nát số đá sphalerit thành bột mịn, rồi cho nó hòa tan với nước trong bình tam giác. Đợi nó lắng xuống sẽ cho ra sơn huỳnh quang. Sau khi tạo ống chân không ở trong bình thì bước chuẩn bị ban đầu đã xong. Cơ chế hoạt động của con hàng này như này: khi electron được bắn ra với gia tốc lớn vì nhiệt, sẽ va chạm với đáy bình tam giác và tác dụng với sơn huỳnh quang tạo ra một chấm sáng. Nếu chấm đó di chuyển liên tục theo hướng trái phải, trên dưới với tốc độ cao và chính xác thì họ sẽ có được màn hình. Đó chính là màn hình TV thời cổ, để đảm bảo tính ổn định của nó. Senku cho dòng điện chạy qua tấm kính làm bằng pha lê, khi đó sẽ tạo ra những rung động theo tiết tấu chuẩn chỉnh. Những sóng điện tạo ra khi ấy sẽ bẻ cong quỹ đạo các hạt electron. Kết quả là vẽ ra một đường kẻ xanh giữa màn hình. Khi gắn thêm anten vô tuyến vào, họ sẽ có radar. Không chỉ có radar, chỉ cần thay thế chiếc anten bằng micro, Senku có ngay một bộ định vị sóng âm sonar giúp họ định vị vật thể dưới mặt nước. Và để sử dụng cả mắt lẫn tai của khoa học trong hành trình, Senku tính giải quyết vấn đề bằng một nhà máy điện ngay trên tàu. Nhưng tài nguyên để làm ra cỗ máy khổng lồ ấy lại đang cạn kiệt, trong cái khó lại ló cái may. Chrome sau khi chứng kiến radar và sonar đã nảy ra một ý tưởng mới. Cậu cho màn hình kết nối với một lõi đồng, với cơ chế tạo ra dòng điện cảm ứng. Khi lõi đồng gặp một vật thể từ tính, khiến đường trên màn hình biến đổi, thế là có thể tìm ra các quặng sắt dưới lòng đất rồi. Từ đây kỷ nguyên khai thác mỏ chính thức bắt đầu. Để có thể tối đa hóa sản lượng khai thác, không quá phụ thuộc vào nhân công, Senku đã tạo ra mạng lưới vận tải từ nơi khai thác đến tận nơi cần dùng. Đầu tiên là ở trong khu mỏ, Senku đã cho xây dựng hệ thống xe gòn để vận chuyển khoáng sản ra ngoài, thêm vào đó là lát đường nhựa. Nguyên liệu chỉ đơn giản là sỏi đá và chút dầu dừa. Và bước cuối cùng sẽ là tận dụng hệ thống đường thủy để đưa khoáng sản đến những nơi cần dùng. Những vấn đề về nguyên liệu cơ bản đã được giải quyết. Giờ chỉ chờ con tàu hoàn tất là Senku cùng anh em đã có thể bắt đầu cuộc hành trình để gặp gỡ gã White Man kia. Nhưng thêm một biến nữa lại đến. Do con tàu không có bản vẽ chi tiết nên các mảnh ghép không được khớp với nhau, khiến cấu trúc của nó ngày càng vặn vẹo. Nếu dùng biện pháp thử và sửa của Senku sẽ rất tốn thời gian và công sức, nên cậu đang nghĩ đến việc bỏ tàu lớn mà làm những con thuyền nhỏ. Cái gì chứ đã tàu là phải hỏi đến Ryusui. Bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân, Khứa Tư Bản đề xuất làm một bộ mô hình tàu, rồi từ đó nhân tỷ lệ lên là sẽ có được con tàu hàng ưng ý. Tài nghệ của Ryusui mà cộng với bộ óc của Senku, chẳng mấy chốc nữa mà con tàu sẽ được hạ thủy. Sau một năm vắt từ sức đến óc, cuối cùng ngày hoàn công con tàu đã đến, để đánh dấu mốc sau này. Và cũng là để lưu giữ những hình ảnh của mọi người. Nếu chẳng may có bất trắc xảy ra, Minami muốn chụp một bức ảnh có sự xuất hiện của cả vương quốc khoa học. Nhưng Senku không nghĩ vậy. Cậu cam đoan sẽ đưa toàn bộ mọi người chiến thắng trở về. Và bức ảnh ngày hôm ấy sẽ đánh dấu một bước tiến mới của nhân loại. Vào ngày 19 tháng 9 năm 5741, tàu động cơ Perseus chính thức hoàn thành. Bên trong con tàu là cả một hệ thống các phòng ban, đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm, phục vụ đủ mọi nhu cầu của thủy thủ. Đặc biệt còn có một phòng lab lưu động dạng ô tô. Nói chung là gì cái gì Perseus cũng có. Sau khi hạ thủy con tàu, họ công bố danh sách thủy thủ đoàn. Vì tính chất nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm nên Ryusui cũng không ép người có tên phải tham gia. Thích thì đi, không thích thì ở nhà. Đầu tiên là nhóm kỹ sư, tiếp đến là những nhân tố chuyên môn hóa từng vị trí. Nối tiếp sẽ là lực lượng vận hành tàu, tổ đội lực điền. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ghen cũng bị réo, bởi nghệ thuật đắc nhân tâm của cậu sẽ có ích. Vì những chiến binh mạnh mẽ nhất đều lên tàu nên việc bảo vệ làng sẽ có đôi chút lỏng lẻo. Đây rất có thể là cơ hội để Homura và Hyoga làm loạn. Nhưng Senku cũng đã biên cả rồi. Một nhà tù lưu động đã được thiết kế riêng cho chúng. Trong khi chiến thần Ginro gọi là lên, thì đầu vàng Ginro lại xin kiếu. Âm mưu của chân bé đù này là lừa để tàu đi xa, xong nhảy xuống tỏ vẻ níu kéo lắm, nhưng rồi lại quay về sâu bộ dạng đầy tiếc nuối, nhằm làm le với gái. Tương lai khá đẹp nhưng bất thành, chỉ vì cái tính bao đồng của Taiju. Và thế là Ginro đành theo kiếp thủy thủ, cái kết đắng cho những đứa thích chơi trò tà ma. Lực lượng trên tàu đã đủ, lúc này Senku mới chia sẻ điểm đến của con tàu. Đó chính là nơi phát tích của làng Ishigami,
nơi con tàu Soyuz 2 đang ngủ yên. Bên trong đó chắc chắn sẽ có bạch kim, nguyên tố chỉ chiếm 5% tỷ trọng lượng vỏ trái đất. Thứ kim loại quý giá sẽ giúp Senku hồi sinh cả thế giới. Sở dĩ cậu biết bạch kim có ở hòn đảo ấy là nhờ nghe trong 100 câu chuyện truyền lại từ Ruri. Mỗi tội trong đó lại méo nhắc đến tọa độ cụ thể của hòn đảo. Giờ cả bọn cứ đi mò mò để có mà mất nửa đời mất. Nhưng tác giả biên cả rồi. Và cho họ ngay một thanh niên trai làng. Cậu ta thừa nhận bản thân không phải là người làng Ishigami, mà chỉ là một đứa trẻ trôi giạt được nhận nuôi. Tên của cậu lại chính là Soyuz, trùng tên với con tàu vũ trụ của Byakuya cùng đồng đội. Dựa theo những ký ức mơ hồ của cậu ta, Senku đoán trên đảo kho báu cũng có người sinh sống. Họ là hậu duệ của nhóm người Byakuya. Để thực hiện nguyện vọng của tổ tiên, họ đã cố ra khơi để trở về với nước Nhật. Những dân làng Ishigami là thế hệ đã thành công tìm về Nhật. Với sự chỉ dẫn của Soyuz cùng các kỹ năng hàng hải của Ryusui, cuối cùng thì trước mũi tàu cũng hiện lên hình ảnh hòn đảo kho báu. Liệu trên đảo này có thứ mà Senku đang tìm kiếm hay không? Còn người ở đây sẽ đón tiếp họ như thế nào? Còn những nguy hiểm gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được trả lời từ từ ở video tiếp theo. Và tôi còn quạ, xin chào và hẹn gặp lại.